Hello anh em, thì hôm trước thì chúng ta đã có một cái video liên quan đến tổng quan dự án Node rồi. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với video thứ hai, đó là cấu trúc dự án React. Cụ thể hơn so với buổi trước, giới thiệu một chút. Thực ra nó rất là ngắn rồi, JSX thì rất là ngắn. Sau thì mình sẽ đi sâu vào phần React Component. Sau thì sẽ làm hai chức năng là File Own với lại Create với state trong class component. Đó thì đấy là tất cả những thứ mà chúng ta sẽ làm ngày hôm nay. Đó. Bài tập sau buổi sẽ là mình làm update và delete đó mọi người. Ok. Thì chúng ta sẽ đi qua về cấu trúc của nó một chút xíu thì giới thiệu qua thì mọi người sẽ thấy là đây là React sẽ luôn luôn có một file index. Nó là single page application thì nó sẽ có chỉ có một file index.html thôi. Và index.html thì sao? Thì cơ bản nó sẽ như này, đó là chúng ta sẽ có một file index.html và tất cả những file còn lại sẽ là file JS để hỗ trợ cập nhật được file index này. Cập nhật file index này đó chính là cập nhật một cái div có id là root đó, và mọi người thể xem file index.js để mọi người xem nó khá là tương đồng với cái việc mọi người viết Ajax đó, nó sẽ là document id.index.html, nó cũng kiểu kiểu thế, thì người ta chuyển thành React DOM thôi đó. Thì đấy là về cơ bản về dự án React anh em ạ. Thế thì làm sao để chúng ta có thể làm được việc đấy, thì anh em lại chú ý lại cái phần bucket.json, nó sẽ có rất nhiều thư viện như này. Đó thì với những thư viện này người ta sẽ chuyển đổi từ React này sang JS thuần. JS thuần sẽ index.html để điền được vào root. Đó. Thì về cơ bản của nó, cấu trúc dự án thì mọi người sẽ chỉ cần quan tâm đến thư mục RC, và cụ thể là chúng ta sẽ làm thư mục app là nhiều hơn mọi người ạ. Cái file app mình sẽ làm chính là file này, sau đó thì tách nhỏ file ra. Đó thì đây chính là cái sơ đồ khung khung chính anh em ạ. Một cái cục này chúng ta sẽ gọi là component. Đó. Component. Đấy, thì vậy là nếu mà nhìn trên màn hình thì mọi người sẽ hiểu là cái component ở đây nó sẽ là một thành phần của trang web, và nó sẽ tập trung vào nơi app. Đấy, nó tạo component, và cái nơi mà nó tập trung để gọi ra thì nó sẽ là file app. Đó. Ok, thì đấy là về component, mình sẽ nhìn thấy thế rồi. Và điều gì xảy ra với component khi mà chúng ta chạy, thì như chúng ta đã biết là trong React nó sẽ có nhiều thư viện như React, React DOM, Babel. Thì khi mà chúng ta start thư viện thì cái thư viện đó sẽ tìm các file JS đọc, và nó sẽ tìm các component ra. Đấy. Các file JS đấy tìm được rồi thì nó sẽ component đấy nó sẽ chuyển thành HTML để mà index.html cho root. Đó thì quá trình chuyển HTML này thì sẽ gọi là render anh em ạ. Đấy. Thì quá trình render diễn ra từ component nhỏ đến component lớn. Và như mọi người thấy trong hình thì nó sẽ render từ content đến home đến app rồi đến root.html bằng HTML. Cơ bản nó sẽ thế. Rồi, đi vào component một chút thì component về về mặt bản chất của nó, mọi người sẽ hiểu đó là về nó chỉ là file JS và nó trả cho mọi người một cái đoạn HTML. Đấy. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể ghép cái phần HTML đấy vào cái chỗ deep root kia kìa. Đó thì đó là về bản chất của nó là file JS. Thứ hai đó là về ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó sẽ là một cái thành phần của trang web. Thế còn cái thứ ba triển khai nó thế nào? Thì nó sẽ có hai cái triển khai, đó là mọi người thể dùng function hoặc là dùng class, thì mình sẽ hướng dẫn cái class trước. Cái function thì mình hướng dẫn sau anh em nhé. Thì mình sẽ tạo một cái component thôi, nó cũng là file JS anh em, đặt tên thôi, chuẩn thôi là được. Mình sẽ đặt tên là class demo, và cái này thì cần extend nhé, extend cái component của React. Đấy. Rồi ok, thì export luôn để file khác dùng anh em nhé, export default. Đấy. Thì export như này thì chúng ta mới dùng được anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chỉ đơn giản là mình sẽ render ra một cái đoạn HTML như này, ví dụ H1 Hello world. Đây chỉ như này thôi nhá. Thì xem làm như nào để được. Để chạy thử đã xem đang như nào nhé bạn. Rồi, đây là cái giao diện khi anh em tạo dự án xong thì nó sẽ một người chạy nó sẽ lên như này. Đó. Thế thì bây giờ làm sao để chúng ta hiện cái công đường demo này, thì về component thì cách gọi nó ra nó sẽ giống như một thẻ HTML bình thường em ạ, khi em tạo ra rồi đều thế. Thì theo như mình trải nghiệm trong Angular React thì đều như này, đó là tạo xong component thì dùng nó sẽ dùng như một thẻ HTML.
Đấy. Đây. Rồi chúng ta gọi nó như thế này, demo. Đấy. Thế là xong. Mọi người sẽ có chữ hello world. À, vừa rồi là mọi người đã chứng kiến cái việc là chúng ta làm ra cái component đầu tiên và gọi nó ra rồi, rất là đơn giản, dễ dàng như thế. Trước khi mà tìm hiểu tiếp về nó thì chúng ta sẽ đá qua cái khái niệm JSX một chút xíu. Ra thì JSX nó là cái gì? Mình sẽ lấy cái ví dụ mà các bạn ấy đã viết đi cho mọi người dễ hiểu. Về cơ bản thì chúng ta sẽ không dùng inner trực tiếp, inner HTML hay là inner text hay là đại loại thì chúng ta không dùng chấm HTML nữa, mà chúng ta sẽ dùng thông qua React. React sẽ có create element và đại loại là sẽ liên quan đến cái câu lệnh create element của React gốc anh em ạ. Thì JSX thì để viết JSX để làm gì, thì đó là JSX nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta viết viết HTML ạ. Viết HTML ở trong React, viết trong cú pháp của React để render ra sẽ ngắn hơn. Thì ở đây nó có hai một cái ví dụ nhỏ xíu, đó là đoạn trên thì nó đang dùng JSX. Đấy, thực ra JSX nó là một loại ngôn ngữ, một loại cú pháp thôi. Thì đây chính là loại đoạn trên, đoạn dưới thì mọi người sẽ thấy là trông nó dài hơn và viết nó không không thuần HTML thì nó sẽ khó viết, thì người viết kiểu này sẽ dễ hơn đúng không? Đó. Thì đấy là JSX rất là dễ, ngắn gọn, đơn giản là chúng ta sẽ viết HTML trong file JS và trong cái đoạn HTML ấy thì mình lại viết được JS tiếp. À, thì đấy là về JSX anh em ạ. À, thế thôi, nó không không có gì cả. Anh em cần hiểu sâu hơn thì mọi người thì tham khảo các tài liệu khác. Còn với mình nó không có gì gọi là quá cao siêu. Đúng bạn thôi. Nhật mình dùng nhiều chán. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến về component thì có gì đặc biệt không? À, bây giờ mình xem cái file nhé. File, file đây rồi. Thì chúng ta sẽ có cách tạo thì xong rồi này, cách sử dụng rồi này. Prop state là gì? Ta sẽ quan tâm state trước. Rồi, state đó là người ta nói state đó là một cái đối tượng mà sẽ chứa các thông tin mà được khai báo bên trong component. À, không phải đây, mình đang là bên kia anh em ạ. Ví dụ là chúng ta cần một cái thông tin gì đấy ở trong component này á, thì chúng ta sẽ khai báo nó ở đây bằng cách như sau. Gem state đây, đối tượng này là đối tượng sẽ chứa thông tin mà mình muốn khai báo ở trong component anh em ạ. Đây, nó sẽ bằng một object. Và ví dụ như chúng ta sẽ có nó bằng một biến name chẳng hạn. Hello mọi hello anh chị em. Đấy thì chúng ta sẽ viết nó như thế này. Và chúng ta dùng như nào? À, chúng ta dùng đây, đoạn này chính là JSX nha mọi người này. Đó. Chúng ta sẽ dùng như sau anh em ạ. Mở ngoặc nhọn ra. Đó, chúng ta sẽ sys.state chấm name. Đấy. Ok thì mình thử này. Đấy, hello anh chị em đã xong. À, thì đấy là state. Thì state có gì đặc biệt không? Thì về cơ bản state nó là một cái biến, một cái đối tượng được tạo ra bên trong component, và khi nó thay đổi á, thì giao diện của cái phần HTML của nó ấy, cũng được cập nhật lại. À, thì tí nữa mình sẽ đến một cái sơ đồ thì nó sẽ dễ nói hơn. Ví dụ lúc đầu nó hiện hello anh chị em ấy, thì lúc bằng cách nào đấy chúng ta chuyển nó thành hello hoặc là xin chào mọi người chẳng hạn, thì cái giao diện nó cũng cập nhật được theo đấy. Thì đấy là về state. À, thì bây giờ mình thử nhá, mình có input ấy. Input à, đâu, quên mất, sorry mọi người. Thì trong cái cách viết này anh em chú ý là chúng ta phải bọc, tức là trong cái phần return này nó chỉ chấp nhận một thẻ HTML thôi. Thẻ đấy có thể chứa con bên trong nhưng mà không thể viết hai thẻ HTML đồng hành cùng nhau được, nên là chúng ta phải viết như thế này mới được. Input trái check và chúng ta sẽ dùng sự kiện on chain để thay đổi nó. Dùng rồi thì mình có thể nói thêm cho này một chút cái e ở đây và gì cách viết này là sao. Thì đây là cách để chúng ta viết sự kiện ở trong React, và cái e này nó chính là cái biến event. Thì lúc là trước nhá, event này thì trong JS đã có rồi mọi người nhá, không phải là bên này mới có đâu. Thì mọi người xem này, đây lúc này đấy thì nó sẽ là sự kiện, nó sẽ là cái sự kiện đang xảy ra và nó sẽ có value để mình biết được đấy. Thì mình sẽ lấy dữ liệu bằng cách là e.target.value ra thì mọi người sẽ có dữ liệu. Đây, mọi người sẽ thấy đó, sẽ lấy dữ liệu. Việc của chúng ta bây giờ là làm sao để cập nhật cái dữ liệu mình vừa nhập lên cái state của mình đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ cập nhật bằng cách là chúng ta không gán trực tiếp đâu mọi người ạ. Chúng ta bắt buộc phải dùng this.setState anh em nhé. Và sẽ cập nhật lại cho nó. Cập nhật đây là sao? Cập nhật ở đây tức là chúng ta thay nó thành một đối tượng mới đấy mọi người. Đó.
và nó sẽ thành name hai chấm s chấm chắc s chấm value. Rồi hello anh chị em, bây giờ mình thay đổi này. Đấy thì đấy là về state. Mọi sẽ thấy là à là state nó sẽ là một cái đối tượng được tạo ra bên trong class, và nó sao à và nó sẽ khi mà nó thay đổi thì giao diện sẽ thay đổi theo. Giao diện của cái phần HTML nó sẽ gì à, nó sẽ cập nhật theo cái phần mà state thay đổi. Cứ thằng này thay đổi thì nó sẽ cập nhật anh em ạ. Đấy. Ok thì đấy là về cái state đấy, và cách cập nhật lại state đó. Nhớ nhá, state là một đối tượng anh em ạ, không phải state là một biến được đâu, nó không thể gắn bằng một giá trị bình thường được, gắn được nhưng mọi người sẽ không xét được ấy. Đó, thì cẩn thận chỗ đó. Ok thì đấy là về state, mọi người chỉ cần hiểu nó là một cái biến, là một đối tượng lưu thông tin muốn tạo ra trong bên trong component được anh em ạ. Lại thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu, thay vì chúng ta khai báo thuộc tính bình thường thì chúng ta khai báo nó bên trong cái state. Đó. Ok thế là về state. Thế còn prop thì sao? À, prop thì nó sẽ kiểu là tham số chúng ta truyền vào, tham số chúng ta truyền vào cho component đấy mọi người. Đây, ví dụ là chúng ta muốn truyền thuộc tính tên là, đấy, thì anh em chú ý cú pháp nhé. Cái này, prop tên, đây là tên, tên prop. Prop này sẽ lấy từ đâu? À, prop này sẽ nhận từ bên này. Ví dụ mọi người truyền vào cho nó một cái x bằng 5 chẳng hạn. Đấy, thì bên kia sẽ lấy ra bằng cách là, đấy, hai. This rồi quên một nhọn anh em nhé, chấm prop chấm x đấy thì sẽ hiện như thế này đó. Thì đấy prop, thì prop liên quan gì không à, anh em lưu ý nhá. Component sẽ là phần sau khi mọi người cho một component hiện ra trên app này thì tí nữa sẽ dịch thành HTML ra cho mọi người, nó hiện ra và cái phần HTML sẽ được thay đổi khi mà cái state hoặc là cái prop thay đổi anh em ạ. Đấy thì đấy là lý do chúng ta cần quan tâm. Còn prop thì mọi người sẽ hiểu đơn giản, đó là cách mà chúng ta truyền truyền dữ liệu từ cái bên bên gọi nó vào cho nó như này. Hay cái khác thì nó có thể coi đây là cái thuộc tính của cái component vừa tạo ra nhưng mà truyền từ bên ngoài. Đấy. Thì anh em sử dụng nó sẽ dần dần sẽ quen rồi. Ok thì đấy là về prop. Prop thì nó sẽ không không dùng quá nhiều thì mình sẽ bỏ qua đi. Đoạn đầu này mọi người chưa dùng nhiều, đến một cái ví dụ nào đó thật sự dùng nó thì mình sẽ dùng cho mọi người xem. Bài này thì chưa, nên mình thôi á. Mình quay lại với state đã. À, đấy state. Ok thì ngắm lại nhìn lại state một lần nữa. Rồi ok. Ứng dụng nó luôn thôi mọi người. À, trước khi ứng dụng nó thì chúng ta sẽ có một cái hình vẽ như này để mọi người hình dung một chút xíu. Đâu à? Đây, chúng ta mau ăn mau. Mau ăn mau là sao? À, mau mau tức là khi mà có một lần đấy được xuất hiện trên giao diện của HTML. Ăn mau là khi nó mất đi. Thì quá trình diễn ra từ mau đến ăn mau gọi là một vòng đời anh em ạ. Đấy. Thế thì làm sao để bây giờ mọi người sẽ thắc mắc, mau thì ok là nó sẽ hiện xuất hiện rồi, thì ăn mau như thế nào? À đây thì mình sẽ có một ví dụ để ăn mau cho mọi người nhé. Thì mình sẽ có một cái gì nhỉ? Không, để một bên trong thì nó dễ. Mình sẽ tạo ra một cái component nữa nhé. Rồi, tạo ra component nữa đi. Inside. Before class inside extend component. Rồi, mình sẽ chỉ đơn giản là sẽ cho nó hiện lên chữ inside thôi. Ok thì đây gọi là component inside. Mình sẽ gọi nó ra bên này bằng cách tương tự như lúc mà chúng ta gọi là cái demo inside. Đấy, thì xem được không đã nhá. Ok thì mọi người sẽ thấy nó ở đây được chưa. Bây giờ thì mình sẽ làm sao đó để nó thực hiện cái công việc mà
Mao ăn mao như này là mao của mọi người nhá, mọi người thấy nó xuất hiện đây gọi là mao rồi, thì đến lúc bằng cách đấy mình làm cho biến mất đi thì nó sẽ là ăn mao. À thì mình sẽ có một cái state là sâu, đi sâu, lúc đầu mình sẽ là chụp rồi. Mình sẽ cho nó bằng cách này, đây mình sẽ dùng một nhọn này, z chấm state chấm isum. Đấy, mà đúng thì nó sẽ hiện ra cái inside. Đấy, thì anh em học thêm cú pháp này nhá. Đấy, cú pháp của JX đó là nếu mà cái này đúng thì sẽ thực hiện cái đằng sau, còn không thì thôi. Thì đây là đúng sẽ hiện. Bây giờ mình để thấy false mọi người sẽ thấy mất luôn. Đấy, ok thì bây giờ chúng ta sẽ ấn, viết một cái nút để chúng ta mỗi khi mà chúng ta ấn ấy, thì nó sẽ cập nhật lại cái state đấy. Cập nhật cái state kia iso đến true false nó lẫn lộn đi thì mọi người sẽ hình dung ra mao ăn mao dễ hơn, và chúng ta sẽ cập nhật nó bằng cách dùng viết chấm set state. Và trong state này thì mọi người muốn sử dụng được cái giá trị state cũ ấy, thì mọi người sẽ viết như này một cái arrow function, thay vì mọi người truyền giá trị luôn thì mọi người sẽ dùng arrow function để rồi mọi người sẽ return ra giá trị mới cho nó. Giá trị mới thì sẽ bằng iso sẽ là chấm than của state chấm iso. Đấy, nó sẽ đảo ngược lại đúng không? Thì đây, đây là cách là chúng ta sẽ lấy cái giá trị cũ, state cũ ra này, rồi chúng ta sẽ cập nhật lại thành state mới. Cái giá trị return này nó sẽ được viết vào cái biến state này thay cho cái giá trị cũ của nó ban đầu. Đó. Thì anh em học cái viết, nói chung là trong React nó có kiểu viết này nó cũng hơi lạ một chút xíu. Đấy, thử xem được không nhé. Ấn này. Đấy. Ấn hiện được rồi anh em ạ. Đó. Rồi. Ngoài cái việc là chúng ta học thêm cái kiểu lấy được cái giá trị cũ ra để mà dùng thì chúng ta còn làm được việc ấn hiện thằng này. Thì ấn hiện làm cái ví dụ gì đấy? À, hóa ra như này anh em nhé. Khi mà nó xuất hiện này thì nó gọi là mao. Còn khi mà nó biến mất nó sẽ là ăn mao. Và cái quá trình diễn ra ấy, quá trình diễn ra từ từ mao để ăn mao nó là một vòng đời có một lần. Và chúng ta sẽ có một cái vài cái điểm như sau. Khi nó cập nhật giao diện chẳng hạn thì nó sẽ thực hiện một, à không, không phải khi mao chứ, khi mao nó sẽ thực hiện một công việc là render, tức là chuyển từ đoạn JS đó sang phần HTML. Ok thì đấy là render. Còn khi mà mọi người cập nhật prop ở vị trí ở đấy thì nó sẽ cũng lại render, nhưng mà mình có thể đặt tên cho nó là render. Đấy, ngoài prop ra thì mình có thể cập nhật state. Cứ thế, mỗi khi mà chúng ta cập nhật state hoặc prop. Đây thì chúng ta sẽ, đây là cập nhật state chẳng hạn. Cập nhật state. State. Đấy thì nó sẽ render. Prop cũng thế anh em nhé. State. Đấy. Đây thì ba cái mốc mà cập nhật state và prop này ấy, State. thì nó sẽ render, tức là đơn giản mọi người hiểu nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ cập nhật lại giao diện thôi. Thì hãy nhớ lấy cái hình này anh em nhé. Hình này sau này đến cái phần vòng đời của nó thì mình sẽ khai thác rất là nhiều ấy. Đấy, cái này cẩn thận. Rồi, nhớ là cái render lần đầu nó sẽ đính kèm, nó đi cùng lúc với mao luôn. Còn các lần sau thì mỗi khi chúng ta cập nhật state, cập nhật prop và cập nhật hai cái đấy thôi thì nó sẽ thực hiện một cái thao tác gọi render. Đấy, thì anh em lưu ý. Rồi. Và kết thúc thì sẽ là mao. Thì đây gọi là vòng đời của component trong React anh em nhé. Mao được gắn vào, ăn mao là bị gỡ ra. Ở việc ẩn hiện đấy mọi người. Đấy, ok. Thì đấy là về cái giải thích cho mọi người cái khái niệm mao ăn mao một chút. Chúng ta sẽ rồi quay lại. Không dùng inside nữa, inside không cần nữa rồi, bỏ đi. Và có một cái lưu ý như này nhé, mọi người phải rất rất lưu ý. Thứ nhất là chúng ta không cập nhật trực tiếp được. Chúng ta sẽ không viết là sys.state chấm iso bằng false hoặc là true, mà chúng ta bắt buộc phải dùng cái hàm sys.setState thì chúng ta mới cập nhật lại được state. Và cái cập nhật state đấy mọi người sẽ có hai cách cập nhật. Một là mọi người sẽ viết luôn cái đối tượng mới của nó ra. Hai là gì? Hai là mọi người sẽ làm gì ạ? À, hai là mọi người sẽ viết state arrow function và một cái hàm return ra cái gì ạ? Return ra cái dữ liệu mới. Đấy. Thì cái lưu ý nhá. À, thì cái state này chính là state cũ để mà mình có thể tương tác lấy dữ liệu được. Ok thì giờ sẽ đến một cái ví dụ để hiện một cái list, sau đó thì mình làm thêm mới đi cho mọi người có thể bám vào dễ hơn nhé. Rồi.
Cái này thì mọi người cứ làm ví dụ đi, sau đó thì xong đến lúc mà mọi người làm bài tập ấy, thì mọi người sẽ phát sinh những vấn đề thì mọi người có thể chủ động hỏi mình nhé, mình sẽ giải thích thêm. Rồi ok, chúng ta đến với một cái bài hiện list, thì mình sẽ có list đây, ngoặc vuông này, ngoặc nhọn đối tượng này, name. A S ba đấy. Rồi, chúng ta tạo thêm hai người thôi. Hai hai rồi. Ok thì chúng ta hiện nó một cách nào? À, mọi người sẽ viết như sau nhé. Mọc nhọn này. Mọc nhọn thì chúng ta sẽ thực hiện viết JS ở trong gì ạ? À, ở trong ở đâu chúng ta thực hiện viết JS ở trong đoạn JSX. Đây đoạn JSX này. Thì đây sẽ là đoạn JS viết được này. Và chúng ta sẽ dùng list this.state.list nhá. .list. List. Mọi người sẽ cần dùng hàm map. Map để mọi người thể xử lý. À, hàm map này thì anh em vui lòng xem lại cái liên quan tới mảng của S6. À, dấu suy ra. Và chú ý là chúng ta phải là dấu ngoặc tròn nhé. Ngoặc tròn đại diện cho việc là chúng ta sẽ return ra một đoạn JSX ấy. À, và chúng ta sẽ hiện ra trên H2. Đó là item chấm name. Vậy, item chấm s. Rồi, đó. Thì xem thử được không nhá. Ok, chúng ta hiện được rồi. Thì ở đây người ta đang nói là có một cái báo ở của React, React Tool nó báo mọi người này, đó là mỗi cái thành phần trong mát ấy, mỗi cái chai ấy, có một list nào đó thì mọi người phải có key. Thì mình đơn giản lắm, mọi người có thể làm key sau. Cái này hàm mát thì anh em nên đọc lại, thực sự là như thế. Key, key ở đây thì nó sẽ là tham số được truyền từ đâu. À, cái này là tên là index đi, còn đấy. À, thì mọi sẽ bổ sung cái key vào mỗi cái phần tử của list sẽ bằng đây, thì nó sẽ không báo lỗi đấy nữa, thực ra là không vấn đề gì đâu mọi người. Ok thế là xong chưa, mấy cái này thì bỏ qua quan tâm đâu, không cần, nó không thuộc về React là được rồi. Thì vậy là chúng ta đã hoàn thành công việc, chúng ta hiện được nó lên. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc nào đó để chúng ta có thể thêm dữ liệu vào. À, à thì mọi người sẽ cần, nói chung là trường hợp form này chúng ta sẽ dùng input thường thôi. Input rồi làm sao đấy để chúng ta có thể gì ạ? À, để chúng ta có thể gọi là thêm được một phần tử vào kia. À, thế bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ khác trước, chúng ta sẽ làm sao để nhập vào được từng thuộc tính đã và lưu nó lại đã. Nhưng mà chúng ta nhập không như này, không này thì nó chẳng lưu được đâu, vậy làm thế nào được? À thì em lưu ý là chúng ta có thể hoàn toàn tạo thêm một state nữa, ví dụ là input name. Đấy, mọi người để ở đây, lúc đầu mọi người để ở trống nhá. Mọi người sẽ dùng hàm on chain. Này thì biết rồi, e. Ngoặc nhọn ra. This.setState. Yeah. À, input name. Thì bằng e.target.value. Rồi, ok, mọi người rất chú ý nhá. Trong cái ngoặc nhọn này nó phải là một cái lời, một cái function nhé, chứ không phải là một lời gọi hàm. Lời gọi hàm thì mọi người sẽ bị lỗi đấy. Tí nữa mình sẽ demo đấy sau ấy. Ok thì bây giờ thử xem được chưa. Nhập rồi, làm sao biết được chưa? À chúng ta hiện nó luôn đi thì mọi người sẽ thấy nó luôn đúng không? H1 này. Một mình sẽ hiện ra cái this.state.name. Đó, hiện ra luôn. Đấy, tức là hiện cái đó, input name chứ đúng không? Đây, như này mình thử nhập này. Đấy, hiện được rồi, theo lưu được rồi. Thì tương tự thế chúng ta có một cái input của s nữa đúng không, s này. Rồi thế thì chúng ta làm tương tự rồi, s rồi rồi ok, nói chung là xong hòm. Thế giờ thì công việc sẽ chỉ đơn giản là làm sao để chúng ta hoàn thành xong rồi ấy, thì chúng ta ấn một cái nút để cho nó lấy dữ liệu đây, nó đưa vào đây luôn. À thì mọi người thêm cho mình cái nút button step add đi đúng không? On click. Rồi trong này thì mình sẽ dùng zip.setState
Và trường hợp này mọi người thấy là cái hai trường hợp trên á, chúng ta không cần lấy dữ liệu cũ ra, đúng không? Không hề cần lấy dữ liệu cũ thì mình mới viết kiểu là như này luôn. Đấy. Còn nếu mà cần lấy dữ liệu cũ ra để sử dụng, như trường hợp này chúng ta cần lấy list cũ ra, chúng ta put dữ liệu mới vào, đúng không? Thì chúng ta cần viết rõ ràng là state. Và viết đầy đủ nhá, state. Suy ra. Arrow function đấy. À, chúng ta sẽ viết là return, return gì ạ? Return một cái object có list bằng gì? À, bằng một cái như này. Và anh em nhớ cái cú pháp này nhá. State.list chấm ba chấm copy mà chúng ta sẽ cho thêm một object mới vào là name hai chấm state chấm input name được chưa, phải ra s hai chấm input s đúng không, hoặc là chúng ta sẽ thêm đối tượng mới vào trong cái list này đó, thì đây là cú pháp nhé. Anh em xem lại video trước, trước cũng có nói rồi, thử xem được không này. Đó, l đấy, theo logic là có phải được đấy. À, được rồi được chưa? Ok, thế là xong phần app. Thì bây giờ chúng ta cập nhật lại một chút. Chúng ta muốn là lúc mà nó app xong thì nó phải reset được cơ. À, thì chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác gọi là nó sau đấy để gắn được cái input này nó có một cái ID hoặc cái gì đấy có thể thay đổi được. À, thì mọi người có thể gắn như sau, cho value bằng this.state.inputName. Đó, thì với kiểu gắn như này á thì nó kiểu tương tác hai chiều với nhau á. Mỗi khi thằng input name cập nhật thì cập nhật giao diện, và tương tự thế thì on chain nó sẽ là mỗi khi cái thằng này cập nhật thì nó cập nhật input name, thì nó giống data binding two way binding ở bên kia ấy mọi người. À, thì mình chỉ cần viết đây là in plain name, lúc này mình cho nháy đúng không, input s cũng thế. Đấy, như này xong rồi mình thử nhập rồi đó, thì mọi người sẽ thấy là như thế là được rồi. Ok, thì đó là về cái bài bài diện, à cái bài mà thêm mới và hiện danh sách đó, thì đấy là xong. Mình có thể ghi lại này, ghi nó ghi sau nhé. Bây giờ mình sẽ cải tiến nó một chút, thì mọi người thấy đây là mình đang viết các sự kiện ngay trong hàm, như thế nó hơi bất tiện một chút. Thì bây giờ mình sẽ viết viết tách nó ra, thì đầu tiên mình sẽ thì nó on click, đặt tên nó là as, đặt luôn là as constant as. Ồ, cái này không nhớ lắm đâu anh em ạ. Mà không nhỉ, mình không cần. À thì mình sẽ gọi ra cái gì? À thì mình bê nó lên không? Đâu nhỉ, từ đâu đến đâu nhỉ? Đây. Rồi, nghe xong. Bây giờ mình thử gọi add nhé. Thì mình gọi add ở đây là được. Đấy. Tròn vào. Thử xem được không? Vẫn ok đúng không? Ok thì như này là ổn rồi. Tuy nhiên á, thì anh em lưu ý là bên này nó có một cách viết khác, đó là mọi người hiểu phải hiểu đó là nếu viết như này thì đây sẽ là một cái hàm mà trong đấy gọi ra hàm này. Còn nếu mà chúng ta muốn viết trực tiếp cái hàm kia trong ngọn được không thì được, nhưng mà sẽ viết như sau. Thì anh em cần phân biệt được là this.add như này và this.add như này khác gì nhau nhé. Một cái là cái này nhé. Cái viết này là trả trả về kết quả cho onClick thì không được nhé. OnClick nó phải cần hàm thì nó chỉ là this.add thôi thì mới là một cái function nhé. Đấy, thì cần lưu ý đâu. Đấy, đã, thì ok. Đấy là ý. Cái việc có một tròn đấy hay không có tròn khác hẳn nhau nhé. On click thì nó sẽ cần một hàm, thì chắc chắn là phải truyền một hàm chứ không được truyền một tròn để thành giá trị của hàm nhé. Thế là chết. Bây giờ còn không thì vẫn thoải mái. Mọi người thấy là nó hàm vẫn ok. Đấy. Thế sẽ khá là ngắn gọn so với code lúc nãy của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cải tiến ở hai cái này. Đó. Rồi. Mình sẽ có một cái hàm tên là edit. Ở đâu? Trên 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 gì chứ? Trên name chứ đi, đúng không? Trên name thì nhận gọn e. Yeah. Đó. Rồi, mình sẽ copy này lên. Được. Được đây. Cái chỗ kia chúng ta có thể truyền e không? Hay truyền hay phải truyền như này. This chấm
chuyên name và chuyên là e. Thế thì cái này không sao, tuy nhiên là chúng ta có thể hoàn toàn viết ngắn gọn lại như thế này, và cái e nó sẽ tự động chuyển anh em không cần quan tâm đến đâu, nó sẽ tự động chuyển vào trong thôi. Đây, thử xem được không nhé, cũng lâu không biết nên xui lắm. À, cái bị nhầm rồi, cái này nó có lẽ là do cái zip này nó không hiểu được hàm. Ừ, cái này khả năng thôi, anh em cứ để nguyên thì nó sẽ ok hơn. À đâu, chờ chút nhá, mình để thử lại nhá. À. À, cũng chưa chắc đâu mọi người ạ. Cái này không được thì thôi, mọi người để nguyên đi, nó làm cho dễ. À được rồi, vẫn được. Nãy thì mình viết cú pháp sai nhá, anh em viết lại là ok. Rồi, trường hợp này mọi người sẽ thấy là nếu mà có thêm cái chuyên name nữa thì ok, nó rất là bình thường. À, chuyên S chứ đúng không? Chuyên S thì nó rất là bình thường thôi. Chuyên S, chuyên S thì nó là điều bình thường. Tuy nhiên là mọi người thấy là cú pháp nó gần giống nhau, nó khác một tí xíu à. S, đúng không? Thì cái này chắc là vẫn chạy bình thường thôi. Thương quá. Đây, chạy thử nào, cứ chạy thử ra tính. Nó sẽ thấy nó bình thường này. Ok, không có gì cả. Tuy nhiên là chúng ta còn rút ngắn được nó nữa cơ. Thì mình có thể đặt chung nó là hàm train nhé. Train này, rồi. Và mình sẽ đặt name cho nó bằng INP name và INPS. Ok, trong này chúng ta sẽ gọi z.train. Train. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ cập nhật bằng cách như sau. Chỗ này chúng ta sẽ dùng móc vuông e.target chấm name thì sẽ bằng bên kia. Cách viết như này là sao? Cách viết như này nó sẽ là, tức là đây là tên thuộc tính, còn bên này sẽ là giá trị thuộc tính đấy. Thử xem được không? Cách này thì bên function là thoải mái, ở bên này à vẫn được đấy. À, đang hoài nghi mọi người. Ok thì đây là một cách anh em có thể tham khảo. Lại là một cú pháp khá đặc biệt của JS. Đây là tên thuộc tính. Cứ ngọc vuông bên này thì sẽ tên thuộc tính, còn bên kia sẽ giá trị thuộc tính đấy. Thì vậy là chúng ta đã ngắn gọn đến mức tối đa rồi. Anh em có thể tham khảo code nhé. Rồi thì đấy là toàn bộ kiến thức và có thể là liên quan đến component, liên quan class component thì mình của video 2 mình sẽ dừng đây thôi. Video 3 thì mình sẽ nói về vòng đời nó một chút. Từ video 2 sang video 3 thì ngoài cái việc làm hai bài tập U và D rồi nhé, thì rất rất hy vọng anh em hãy trải nghiệm những bài tập ở trên game trước. Bài tập trên game cũng khá là quan trọng, nó sẽ giúp mọi người trải nghiệm tốt hơn, sâu hơn một chút nữa. Còn bài UD này thì là một bài kiểu một chút quan trọng thôi thì mình chữa, còn lại thì anh em vẫn nên trải nghiệm trên hệ thống của chúng ta. Đấy, nó vẫn là ok đấy mọi người. Game đây thì bài tập của bài đấy nó sẽ là bài nào nhỉ, mình chờ chút xíu. Rồi, đây. Nó sẽ tương ứng với cái bài này, bài này này. Đấy, thì mọi người có thể luyện tập những bài này nhé, khá là hay đấy. Làm đi cho biết. Rồi. Sau đó thì làm xong UD rồi thì mọi người đã nắm được cái luồng kiểu UD, mọi người sẽ hình dung được bài toán chúng ta phải làm rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể làm thêm bọn này nữa, ra dần kỹ năng. À, ok thì thế thôi. Đấy là kiến thức của bài video 2 anh em ạ. Thì trong quá trình anh em làm bài tập vấn đề gì thì mọi người chủ động liên hệ mình. Ok thế thôi, chào mọi người. Hết video 2.